Xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với kênh xe tải Khanh nha. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, Khanh sẽ tiếp tục một clip là bàn giao xe cho anh trai ở Long An. Xe của Khanh là hôm nay giao là chiếc Terra 100 đó. Mọi thứ tục đã xong xuôi hết đây, khách hàng giờ đang cúng sơ sơ lại để kêu như lấy may mắn. Đây là vị khách của chúng ta, đây là anh Phước. Để em đeo cái mic nha, nói chuyện anh Phước, nói chuyện cho mọi người nghe nè. Rồi, giới thiệu cho mọi người đi. Đây là anh Phước, một khách hàng rất là dễ thương, rất là kêu nhiệt tình, gọi là mua liền đó, rất là may mắn. Rồi cũng là hôm nay là xong hết xe rồi, có bữa giờ nó trục chặt cái chỗ cà vẹt thì giờ cũng như xong rồi. Phút 90 thắp mấy cây nhang xong mình lấy may mắn là mình lấy xe về. Thì chưa, xe chưa lấy khỏi hãng nhưng mà đã có hàng đặt rồi đúng không? Đúng rồi, quá may mắn rồi. Giờ bây giờ tại sao anh Phước bây giờ quay đứng đây, đứng đây để cho thấy con xe này, cho xe mình hôm nay mình mua là con xe Terra 100. Tại sao anh Phước lại lựa chọn con xe này? Tại vì cũng không rành để xe nhưng thấy nó hợp lý vậy được là mua. Xe này cũng tin tưởng anh Khanh. Tin tưởng đúng không? Tại vì cái con xe này nó hơn những cái con xe bữa cũng giới thiệu cho anh mấy cái dòng xe SRM ấy, nhưng mà cái con này đường cái là đời sử dụng cơ Mitsu này. Rồi với lại cái thùng nó đóng từ chassis đóng lên thì nó cứng hơn, với lại anh là chuyên chở bò thì lấy cái thùng này nó cứng hơn. Còn mấy con kia thì giá nó rẻ hơn xíu, con này thì ngon hơn nhưng giá lại cao hơn xíu. Có điều kiện thì mình lấy mấy con này cũng được. Đó. Rồi anh thấy xe hôm nay thì sao? Thấy okay. Cũng ok. Được, cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Đã vất vả. Dạ, giờ cũng hy vọng là sẽ làm ăn may mắn, là cuối năm anh sẽ ủng hộ em tiếp một con xe nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi một vòng xe này, anh đã lên những cái gì rồi? Lên ghế da, thảm, màn hình. Cái xe này thì tải trọng là 930 kg, thùng dài là 2,7 m. Thì vô trong đây coi nội thất này, cho anh chị nào nó chưa có nhu cầu, đang có nhu cầu mà mua một con xe giống vậy á thì cứ liên hệ với Khanh nha. Lên nè, ghế da này, tự lưng nè, rồi thảm tách lô này, rồi màn hình, cái này là camera hành trình nè, đó, bọc ghế vô lăng nè, lên hết full nội thất luôn á, chỉ có trên đây là chưa dán thôi. Cái này giờ bữa chắc chở vài chuyến là cũng chơi luôn cái trên đây rồi. Đó, con này sử dụng động cơ Mitsu, con này chạy bền lắm. Thùng bọng rồi ok. Mấy cái thùng xe bữa em cũng tư vấn cho anh ấy, mấy con thùng xe SRM thì nó đóng từ thùng lớn lên thì chở bò nó không có chắc bằng cái thùng này. Thùng này về nếu mà anh chở bò thì làm thêm một cái lớp inox nữa, lớp ở trong sàn với lớp nắp ở trong, làm vậy cho nó chắc, tại vì bò thì nó vệ sinh đó, nó hơi dơ, với lại cái nó bị dễ bị rỉ sét. Rồi xe cổ hôm nay thấy ok hết rồi đúng không? Rồi ok hết rồi. Vô bàn giao giấy tờ nha. Rồi để cho cúng xong mình ra, mình cái nữa là mình về mình đi xuất hành luôn. Rồi đợi chờ hôm qua tới giờ đúng không? Để ngồi đây đi, giật cái quạt. Rồi tiền bạc thì đã xong hết rồi, ngân hàng cũng xong rồi, bây giờ có mấy phần quà thì cái đây là cái biên bản giao xe, hiện chút nữa anh chị mình sẽ coi là ký. Thì mới nãy ngân hàng nó đưa cho anh cái giấy đi đường rồi nha, giấy đi đường cà vẹt photo á. Thì con xe mình đây có số bảo hành đây, xe mình là bảo hành 2 năm, 100.000 cây, số bảo hành đây nha. Có gì cứ điện em đây, rồi cung cấp cho anh là cái giấy bảo hiểm dân sự để cầm đi đường nè. Rồi với lại cái giấy hẹn đăng kiểm, thì này đăng kiểm, do đợt này đăng kiểm hơi xa, đăng kiểm ở Bình Dương á. Thì nếu anh không có dịp mà đi Bình Dương á thì bây giờ anh cứ chạy về nhà đi. Rồi anh photo mấy cái tấm này lại với cái photo cái tấm của ngân hàng lại để anh đi đường, rồi gửi cái này về lại cho em. Em đi lấy em gửi cho anh nha. Vậy là cái này chưa có, chưa, cái này mình nó mới trả cho mình giấy hẹn thôi. Còn như cái sổ thì khi nào mình có cà vẹt cái giấy ngân hàng nó mới đưa mình mới đi lấy sổ được. Tặng cho anh cái áo mưa thôi, cái lạc vặt nữa, rồi bao lăng lốc xe thì bỏ lên xe hết rồi nha. Xe mình biển trắng thì nó không có định vị phù hiệu đâu, đầy đủ hết rồi. Giờ mình ra mình bây giờ anh biết làm gì nữa không? Cắt mấy cái này lại đi, anh nổ máy. Nổ máy mình kiểm tra đèn đuốc máy lạnh, mình kiểm tra lại một lần nữa. Cái xe mình nó ok hết chưa, để rồi mình thắp nhẹ. Không photo cái này đi rồi anh lấy luôn, để em lấy luôn ha. Đúng rồi, không gửi lên nữa. Rồi chút nữa em photo luôn, đem để đây đi, để anh ra kiểm tra xe lần nữa. Rồi xe mình là xe mới 100, xe đời 2023. Ngoài xe Terra bên Khanh còn rất là nhiều mẫu xe cho mọi người coi nè, xe SRM T20A Kenbo động ben, rồi mấy dòng xe tải nặng hơn vẫn có. Nói chung anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe từ 900 mấy ký mà tới hết tải là Khanh đều có nha, giá rất là tốt. Vô lấy cây vít, cái này chút nữa nhớ đổ xăng nha anh Phước. Gặp máy lạnh bật đèn rồi.
đó. Bật máy lạnh, bật đèn lên để cho anh kiểm tra lại một lần nữa. Hiện tại cái dòng này ok, đèn ok nè. Xin nhanh đi anh. Đá phá ok. Ok. Rồi. Đèn gầm luôn đi anh, bật đèn gầm lên. Bật đèn gầm. Đèn gầm đèn gầm nó có cái nút đó. Đây nè, đó. À, ok. Hiện tại dòng xe này đang có giá là 249 triệu chưa giấy tờ nha mọi người. Xe Terra 249 triệu chưa giấy tờ. Giấy tờ thì nó là mười mấy triệu nữa. Đó. Đó, đầy đủ hết rồi anh. Đèn gầm đầy đủ hết nha. Máy lạnh lên, bật máy lạnh cho nó máy thôi. Rồi. Đó, hy vọng là tất cả vị khách hàng đến với Khanh đều là gặp may mắn, làm ăn thành đạt. Lúc nào cũng phải là có tiền rung rỉnh rồi quay lại mua xe ủng hộ Khanh. Khanh chỉ hy vọng là vậy thôi. Đó. Mình luôn cố gắng nhiệt tình vui vẻ với khách hàng thì hy vọng là cái lọc của mình thì cũng sẽ gửi lại cho khách hàng và khách hàng gửi lại cái lọc cho mình. Tất cả mọi người đều mà may mắn làm mọi việc sẽ rất suôn sẻ tất cả mọi việc. Rồi giờ chắc ok hết đúng không? Rồi. Rồi chuẩn bị mình bắt tay cái. Rồi sẽ chúc anh là luôn luôn là phát tài với cái con xe này. Rồi rồi. Cảm ơn nhiều. Rồi chúc anh được mua ăn cắt, được dạ. Khách hàng yêu quý hơn. Rồi ok anh. Rồi. Rồi giờ chắc anh sẽ dừng video tại đây. Nếu mà anh chị em có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với Khanh nha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn lại ở video tiếp theo.